Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Lisa mở tiệc sinh nhật tuổi 25 ở quê nhà, sexy hết nước chấm, đoàn tụ bố siêu đầu bếp và mẹ, suýt khóa môi minh tinh đình đám. Ngày hôm nay ngày 27 tháng 3 chính là sinh nhật tuổi 25 của nữ idol đắt giá nhất toàn cầu Lisa Blackpink. Đáng nói năm nay, nữ idol đã có cơ hội trở về chính quê nhà Thái Lan để đón sinh nhật vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Đây chính là một trong những ước nguyện lớn nhất của nữ idol đình đám. Loạt ảnh trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay của công chúa Thái Lan ngay lập tức đã khiến mạng xã hội náo loạn. Lisa rạng ngời và hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được ở bên người bố siêu đầu bếp nổi tiếng thế giới Marco Brusseweiler và mẹ thân yêu. Gia đình và những người bạn thân nhất gồm diễn viên đình đám Diana Filippo cùng cậu bạn Tewin, giáo viên thanh nhạc Krukoi. Trong bữa tiệc mừng tuổi mới, Lisa diện chiếc váy xanh thiết kế như kẹo bông gòn tôn lên trọn thân hình chuẩn thánh body với bờ vai móc áo gợi cảm cùng đôi chân dài ngút ngàn. Nhan sắc xinh đẹp tựa búp bê sống của em út Blackpink cũng khiến người hâm mộ không thể rời mắt ngắm nhìn. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé.